Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì chiều hôm nay mình đi thăm lưới rắn nha mọi bạn. Tại có 20 tay đầu dưới này hổng gà mình thăm biết nhiêu chuyến nó cũng không dính mấy bạn ơi, nên mình không có đăng clip được luôn các bạn. Sáng mình thăm lội được có 3 luồng à. Rồi bắt đầu mình mệt mình về rồi bắt đầu mình tới nghỉ với cho gà dịch đồ ăn đó các bạn, tại mình có chăn nuôi ở nhà đó các bạn. Rồi chiều cái mình mới đi thăm cử này hổng gà thăm mấy cử mà không có đăng được clip luôn các bạn. Tại vì nó không dính, chứ nó dính con hai con rồi cái không có đủ lượng phút các bạn, rồi mình không có đăng luôn. Mà dính một hai con ăn lại thấy ít quá các bạn. Rồi bữa nay mình tiếp tục xuống thăm thử coi nó có dính không nha các bạn. Nãy giờ mình lội bên cái gần U Minh mình ở đó mấy bạn nhìn thấy không? Có mấy tay mà nó không dính nghe mấy bạn. Rồi ở đằng trước này có một tay mấy bạn. Bờ này mình có giăng ba tay mà từ hồi đầu mùa giờ mình nói thiệt với mấy bạn, cái khu này giăng từ đầu mùa giờ đây ba cũng tại không dính nào chứ, cái bờ ngon vậy đó mà giăng không có, mình cũng không biết là nguyên nhân nó gì sao à. Dưới đây mình có một tay nữa các bạn, chà bữa nay có hàng mấy bạn ơi, cũng không gì gắn lãi mấy bạn ơi. Đây trời ơi, lưới này lâu rồi mình nắm đuôi vậy cho chắc ăn nghe mấy bạn. Đây nè, lãi này to nghe mấy bạn. Đó mình sợ nó mình nắm đuôi vậy cho chắc ăn này mấy bạn ơi, tại lưới này mình giăng rất là lâu rồi mà nó không dính, nó nhổ cái đài luôn mấy bạn thấy không. Đây mình giăng thẳng xuống đó đó, tại vì lưới này lâu lắm nghe mấy bạn, mình phải nắm vậy chắc ăn để nó tụt cá đi mất tiêu nghe mấy bạn. Bây giờ được con thấy mừng con mấy bạn ơi, tại cỡ này nó quá trễ ít dính nghe mấy bạn. Chứ mấy bạn biết sao không, cỡ này gắn lãi có giá lắm nghe mấy bạn. Mình cử rồi mình đi bán đâu là nó lên 250.000 đó nghe mấy bạn một ký á. Còn hổ hạnh nhì bây giờ á, mấy bạn biết nó còn có nhiêu không, còn có 230, 240 hả. Cái giật xuống 10.000, 20.000 ký mà gắn lãi này lên 30.000 ký mấy bạn. Gắn lãi gì không ngựa lên quá trời mấy bạn ơi, dùng mình đó nha. Còn dùng mấy bạn không biết sao, còn dùng mình hiện giờ gắn lãi này là 250.000 đó, 150 gram lấy nhất nha mấy bạn. Nhưng con này nè là mấy bạn biết là nó cũng chèm chèm nửa ký đó mấy bạn. Gắn hiện mình đang nắm nè. Nè mấy bạn thấy nắm đuôi nó không? Mình sợ nó sảy nè. Tại vì lưới nó lâu rồi, mình giăng quá lâu rồi đó mấy bạn, nó mục lưới hết rồi. Cho nên dính nhiều nhầm con là nó sảy nha mấy bạn, cho nên mình lại vậy nắm đuôi cho chắc ăn đó. Gặp gắn cục đuôi nữa nè các bạn. Đó, nắm đuôi gì vậy, nắm cho thằng nha bạn. Đây, mấy bạn thấy đã không? Đó, thọc cái đầu xuống thuốc chứ đó, đó, đó. Lè lè lử nữa chứ. Rồi, mình đi cũng có mình ên nha mấy bạn. Thông cảm cho mình tạm ngưng máy đây nha mấy bạn. Mình xử lý con rắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo. Nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Mà mình hy vọng bữa nay nó dính 3-4 con gì cây quay được cái clip nha mấy bạn ơi. Chứ hổng gại cái luồng lưới dưới này nó không dính nha mấy bạn. Rồi, cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Rồi mình tiếp tục, bờ này có hai tay nữa nha mấy bạn. Hai tay này cũng lâu lắm không dính nè, mấy bạn thấy xa xa còi chắc đậu đằng đó không? Xa quá chắc mấy bạn có nhìn thấy nha. Đó. Đó, nó bay phơ phơ đá không mấy bạn, đồng quê mình giờ đây dặm xong nè mấy bạn. Lúa cũng đã lên cao vậy nha mấy bạn. Thì thôi mình test ở đây đợi trước có hai tay nha mấy bạn. Đây một tay mấy bạn. Tay này cũng từng bắt được mấy con nha mấy bạn. Tay này không dính mấy bạn ơi. Mình giăng kiết hồi đó có cỏ đâu mà giờ nó kiết mà nó mọc gì nữa các bạn. Giờ kiết ta xin thuốc bỏ chống lỏng nha bạn. Cốc chuối ngày trước con tay nữa nghe bạn. Chà có hàng có hàng. Rồi chết ngắt rồi mấy bạn ơi, một em gắn lãi. Đây. Hiện trường tai nạn của em gắn lãi đã xa lưới và chết đây. Đây gọi là sát thủ bóng đêm của anh Được đây nha. Con này tại anh Được kêu sát thủ bóng đêm, ảnh đi cho đêm kêu sát thủ bóng đêm mấy bạn, chứ đúng ra gắn này là sát thủ leo cây mới đúng nha các bạn. Ông này cũng leo cây hay lắm. Giá tờ quy tiên rồi mấy bạn ơi, gùi bu luôn rồi. Dính đây ngay đây bộ trống quá hay gì nè các bạn ơi. Nhưng mình đi thăm buổi chiều mấy bạn, nhiều khi nó dính ngày hôm qua đâu đó rồi nó chết nha mấy bạn. Cỡ này ít dính mà cỡ gì chết thấy tiếc quá nghe các bạn. Con diễn cái là mình gần cả 100.000 nghe mấy bạn. Con này cũng cỡ 400 gram nghe các bạn. Thủ 400 gram. Gắn lãi này mấy bạn thấy coi coi chứ não nó nặng lắm. Con này là từ 350-400 gram, thủ mấy gắn đực này nặng nghe các bạn, còn mấy gắn cái nó bậm nó nhẹ chứ mấy gắn đực nó nặng. Đây. Hiện trường. Một em đã xa lưới và quy tiền rồi mấy bạn ơi, xong phim thành long, cỡ này dính ít mà gặp chết tiếc quá. À nó đừng dính nghe bạn, còn dính mà chết kiểu này mà uổng lắm nghe bạn. Ví dụ như năm nay bắt không được, quăng năm mấy gắn này bự lên là nó có 600-700 gram đó mấy bạn. Còn như mình bắt không được mà để nó còn lớn, còn mà mình bắt được mà ăn không được cũng tiếc quá nghe bạn. Gắn lưới này lộ trễ nó vậy đó mấy bạn ơi. Đó, mà gắn lãi này thì trừ khi có cách nào mấy bạn bẫy lưới này bắt được nhiều thôi, còn không mấy là soi đêm thôi. Chứ còn ngoài ra mình đặt lợp ít dính lắm nghe bạn. Mấy năm đó mình đặt trời 5 khi 10 quả nó mới dính con chứ không phải mà dễ dính nghe mấy bạn. Đó tại lưới mình đó mấy bạn thấy không, tượng đó xuống tới đó tại lưới này có muốn tắt nha mấy bạn. Đó văng nặng khúc khúc vậy đó mấy bạn ơi. Ở dưới đây là mương nghe các bạn. Đó ở đây là ruộng.
thì mình giăng mình cũng canh canh theo mé gì đó mấy bạn. Mình ở đây động mình giăng toàn là theo mé không, ít có giăng giữa bờ lắm, mấy như bờ gì mình giăng chéo qua chéo lại mà mình giăng lúc đó cỏ nhiều lắm mấy bạn, mà giờ nó vậy đó mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng máy mình xử lý con rắn này nha các bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Lò nãy giờ cũng không dính mấy bạn ơi. Này mình về cũng gần tới đầu khu vực nhà mình nha các bạn. Đây mình lội về nhà mình còn 4 năm tay lớn, 5 sáu tay nữa hết mấy bạn ơi. Đây con tay cũng không dính nữa bạn. Cỏ này dính quá yếu mấy bạn ơi. Này đi ngày hôm qua đó mình đăng cái clip đó mình đi ba cử, ba luồng lưới đó bạn, mà nó dính hình như được 5 con, chết 1 con còn 4 con. Cũng tạm ổn nha mấy bạn. Dính được gì cũng đỡ rồi đó. Còn như bữa nay đi buổi chiều cái luồng lưới này hổm lâu lắm nó không dính, nãy giờ dính có 2 con mà cũng chết 1 con nè. Giờ còn được con nè, các bạn thấy nè, con này nãy nè. Đó. Còn đây nè. Đem cho nước theo uống nữa nè mấy bạn ơi. Quá trời cái này. Yếu rồi. Đây người ta không dính nè, đằng trước này mình cũng có con tay nữa nha bạn. Đây là cái vuông sen thiền thổi nữa nè nha mấy bạn. Cái góc đằng này mình cũng bắt nhiều con lắm đó mấy bạn. Đây cũng có con tay nữa mấy bạn. Có dính mấy bạn ơi, có dính. Kìm quá. Rồi chết nữa rồi mấy bạn. Cô bộ buổi chiều đi cử sáng để tới chiều không im mấy bạn ơi. Quy tiên ngẫm củ tỏi nữa nha các bạn. Con này chắc bỏ tiếp tục nữa rồi các bạn ơi. Uổng quá, chắc lãi còn bự bự không nha các bạn. Lãi này cũng cỡ 400 g nữa các bạn. Tiếc quá nghe các bạn. Cỡ này dòng văn không dính mà gặp chết này nữa nghe các bạn. Uổng ghê. Tới hồi mình đi hoài thì nó không dính mà tới mình ngưng mình đi buổi chiều xế cái đầu nó chết các bạn ơi. Tiếc quá. Mai phao ba con này là cứng 1 kg nha các bạn. Cỡ này mà dính mình đi vòng mấy chục cây lớn này mà dính được ba con là cũng mừng đó nghe bạn. Tại gần cuối mùa rồi, nó không có còn dính như đầu mùa được đâu. Kỳ hển thì nó nào ngay mình dính gắn lãi nè hay là mình chê cho mấy bạn. Còn bây giờ dính được con gắn lãi là thấy ngon rồi đó. Mình dính còn bị chết nữa, phải đừng chết được ba con cũng cứ 1 kg 1 kg mốt rồi, 1 kg 1 kg mốt rồi. Thôi bây giờ mấy bạn cũng cho mình xin ngưng clip này nghe bạn. Rồi còn mấy tay nữa mình đi tới coi có dính mình test cho mấy bạn xem mình xử lý gắn này mới được. Mình gỡ nó ra bỏ nha bạn chứ không ăn được. Với một phần là mấy bạn mà không gỡ ra rồi mấy bạn để gì hoài nha là cả như lưới mình nó cũng không dính luôn nha các bạn. Rồi cho mình ngưng đây mấy bạn. Rồi mình về cũng gần tới nhà nha mấy bạn. Vô đường bờ gần nhà mình rồi nha các bạn. Luồng này bữa nay 20 tay nó không dính mấy bạn ơi, dính được có 1 con ngắn lãi nè. Các bạn nhìn thấy nè, nãy giờ ba con mà chết trơn mấy bạn ơi, phải đừng chết ba con lãi này 1 kg hơn 1 kg nha các bạn. Là cũng im rồi, tại luồng này hổng gà nó không dính mấy bạn ơi. Rồi hồi đầu mùa mình giăng thì dính lai gai lai gai, rồi cái đầu chứ nó không trúng hung. Rồi cái đầu nó ngưng ngang hổng gà mấy cử mình đi thăm mà mình quay không được clip luôn các bạn, do nó không chịu dính á. Mà bữa nay thì được ba con mà nó lại chết thì mấy bạn ơi, chết hết hai con được có 1 con nè các bạn. Rồi ở đây mình có con tay nữa nè các bạn, tay chỗ này không dính nè các bạn. Ở bờ này mấy bạn thấy gì không, phá cỏ vậy nè, trống lỏng vậy chân nè. Nãy giờ đầu ngoài của mình là vô đây 5-6 tay còn được con tay nè nghe các bạn. Nó phát bất chừng mấy bạn ơi, phát cỏ trống lỏng nè. Đây mà mình đi về vô đây còn tay nữa nghe bạn. À từ xa mình có dính gì mấy bạn ơi, thấy lực liệt. Ủ hành nha mấy bạn. Ủ hành hên quá, con này trong mà nó không chết cũng hên nha mấy bạn. Tại vì do trong bóng sải mát hay gì nè các bạn. Chứ thông thường hổ hành mà nó dính lâu nó chịu không nổi chết nha các bạn. Nó còn dở hơn, nó thì hay hơn gắn lãi với hổ ngựa đâu đó. Còn hổ ngựa cũng ít chết nữa, gắn hổ hành cũng ít chết, con gắn lãi nha các bạn. Gắn lãi là dễ chết nhất nha bạn. Quán phải rồi mấy bạn ơi, hên. Dính lú gà khúc nè mấy bạn thấy không. Lú gà khúc vậy bầm thịt luôn nè. Mà mấy bạn biết sao không? Con gắn mà nó dính lú gà khúc trời bẻ gãy cái đài luôn mấy bạn. Lú gà khúc tỷ lệ chết ít lắm nha bạn. Còn mấy cái con mà mấy bạn thấy mà nó dính ngay cái đầu á nghe, mấy con gắn bự dính ngay cái đầu á là nó tỷ lệ nó chết dễ lắm. Cho nên nó thông thường nó nhổ được cây đài thì nó còn neo được vài tiếng nữa ha. Còn nó nhổ không được cây đài là chết mau hơn nữa nghe bạn. Tại vì đưa đuôi ra nó quậy á. Nó đưa ra đuôi nó quắn á. Còn bờ này trắng nè, bạn nhìn thấy đã không? Vô tới đây làm được con hổ hành cũng cầm được ổn nha các bạn. Thì con này nó nằm có khoảng 450 nửa ký nè mấy bạn ơi, cỡ nửa ký 450 gram à. Vì là luồng này bữa nay phải nó đừng có chết hai con đó nữa, mình được 4 con là trúng đó nghe các bạn. Tại luồng này có 20 tay à, cỡ này nó cũng cạn kiệt rắn là nó dính vậy là cũng được rồi đó. Đó bạn thấy không, đã không dính thì lại thấy cảm giác đã lắm các bạn. Còn không dính lội cũng sải giò nghe các bạn. Mà luồng lưới này thì ít
lưới này thì cách nhà mình có lội cỡ khoảng hết lưới chắc được cỡ 2 cây số, hơn 2-3 cây rồi mấy bạn, cỡ 3 cây số đó là gáp luồng này đó, ít đó. Còn mấy luồng kia mình đi luồng là 4-5 cây không đó nghe các bạn, có buồng 5-6 cây, 6-7 cây không chừng nữa đó. Bạn thấy quắn đóng này không? Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm nhân đây nha các bạn, rồi tới còn tay nữa vậy đó, như có dính mình test lại mấy bạn xem. Chứ còn ăn lại là thành quả bữa nay buổi chiều nay được có 2 con em nghe mấy bạn. Rồi mấy bạn cho mình ngưng đây đi, mình để tay tay câu hút coi có dính không, có mình test lại mấy bạn xem. Rồi tay cuối cũng không dính mấy bạn ơi. Mình về gần tới trại mình đó, mấy bạn thấy cái trại gà của mình đó không, với cái trại mình ngủ giữ gà đó là ở đó đó nghe các bạn. Là mình về đây gần tới nhà nghe các bạn, thì bữa nay thành quả nó được có nhiêu nè mấy bạn ơi. Rồi cử chiều thăm được có 2 chú nghe mấy bạn. Được một em lãi với một em hành, 4 chú là nghe mấy bạn, mà nó chết hết 2 rồi mấy bạn ơi, tiếc quá. Cái cử này thăm mấy chục tay này nó vậy đã chúng đó nghe bạn. Bạn biết sao không? Cái lưới nào cũng vậy chân nó không dính, rồi từ từ nó sẽ dính nghe bạn, còn nó dính hoài riết là nó hết gắn đó. Mấy bạn thăm mà cái luồng lưới nào không dính đi, mấy bạn để ý đi, ít bữa cái bắt đầu là luồng đó lưới đó nó dính nữa đó. Còn cái luồng nào mà đã dính rồi là coi chừng chỗ đó hết gắn. Rồi lâu lâu mới dính lại con hay con là chỗ khác đi lại nghe mấy bạn. Đó thì bữa nay cũng tạm anh được đi mấy bạn ơi, cỡ cử chiều mình lội chừng vài cây số đó mà được nhiều cũng được nghe mấy bạn. Mai thôi được 4 con tới ra tính ra nó 1 ký mấy luôn là trúng luôn nghe mấy bạn. Mà nãy chết hết 2 con nên còn được có 2 con hả? 4 con chết 2 còn 2. 2 con này thì chắc gần gần 1 ký mấy bạn chứ không được 1 ký. Con này chắc cỡ nửa ký, con này cỡ 400g, được cỡ 900g mấy bạn ơi, chưa được 1 ký nữa mấy bạn ơi. Bây giờ mình thăm cũng hơi thắt, mấy bạn có xem cũng thông cảm nha. Tại vì bây giờ do nó gần hết mùa mấy bạn, quê của mình là giờ bắt nó hơi rất là khó nha mấy bạn, chứ không phải như đầu mùa. Còn có dùng mấy bạn như dùng giường á, mấy bạn văn còn dính á. Tại ở dùng giường á là gắn nó hiện giờ ngoài ruộng mà người ta thuốc với người ta ấy đồ quá, động quá, đi tới luôn người ta thăm lúa đồ, dặm lúa đồ, bạn nó nhát là nó rút vô trong giường nhiều hơn. Còn ở quê mình thì đồng lúa nó nhiều hơn diện tích giường nha mấy bạn. Giường nó hơi ít nhưng mà có giường người ta không cho vô mấy bạn ơi. Chứ trong giường mà mấy bạn vô được ha, có quen vô được văn trong giường ha, nó dính gắn bự hơn là ở ngoài ruộng mình nữa đó nghe các bạn. Tại ở giường mấy con gắn lâu năm á, đa số cỡ này cũng hoành cụ nó đi đó mấy bạn. Dùng mình thì bắt kiết kìa, muốn hết gắn bự rồi mấy bạn ơi. Chứ còn mấy dùng mấy bạn mà dùng cây cối tùm giường lớn rồi ha, là mấy bạn còn gắn bự đó. Mấy bạn cỡ này trở lên là có gắn bự đó. Thôi mình cũng nói thêm nữa mấy bạn ơi, bây giờ mình xin kết thúc clip này đây nha mấy bạn. Nếu mấy bạn có xem thì nhớ ủng hộ anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha mấy bạn, để mình có tinh thần làm những video tiếp theo nha mấy bạn. Mấy bạn có xem cũng thông cảm giùm, cái này hết mùa mấy bạn ơi, nó dính cũng hơi yếu. Thôi bye bye, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.